Ôi, nãy tưởng hai chị em chết đuối rồi cơ. Ngập à? Ngập lụt cả cái xe luôn. Thế... Lúc đấy chả thấy, lúc đấy chả thấy Long đâu. Hai. Đi cướp. Bao em. Bao em. Làm gì có gì. Trời đi. Ui chết mẹ rồi, ngập lên tận trên này rồi. Ui, cho nó tràn vào đây rồi. Ở đây á? Ừ. Ôi, nó tràn vào trong xe luôn anh ơi. Ui. Vâng. Ui. Ui. Nó tràn hết lên xe rồi, nó hết chân rồi. Ui. Ui. Được rồi, bắt xe vào đây. Xe ngủ dậy sắp đi. Xe máy à? Ôi thì chết rồi. Chết máy nhá. Chết máy rồi. Ui, nước ngập vào trong này rồi. Nhấc đầu lên, nhấc đầu lên. Vợ xem gọi cứu hộ đi, nhanh lên. Chờ chan lên mạng gọi cứu hộ đi. Để đồ đi, đừng đưa lên. Đưa đi, đưa đi nhá. Ngọc hết ấy rồi. Ngọc hết lên ghế luôn rồi mẹ. Anh ạ. Gọi cứu hộ đi nhanh lên nhanh. Đang tìm. SOS mọi người ơi. Mình vừa mới đi lễ về thì đây đây đây. Mình đang ở trên xe ô tô mọi người ạ. Thì bão to quá ở ngoài. Quay thì quay chả tới chân gì. Đấy. Thế mà thế rồi. Đây, mọi người nhìn này. Ếch nó nổi lênh bênh ở trên nước rồi, mọi người thấy đôi dép ếch của mình không? Ngoài kia là bây giờ ngập đến xe luôn rồi, ngập đến tận cái ngoài này rồi, tôi không chả nhìn thấy gì. Mỗi một cái xe nào đi qua chỗ bọn mình là xe bọn mình bồng bềnh. Đấy mọi người, bọn mình hiện tại là đang cần sự trợ giúp cấp thiết nhất của cứu hộ SOS. Bây giờ ví dụ mà không cứu hộ được, ngập hết cái xe thì sao em? Nếu mà chị chết thì sao? Nếu mà chị... Không, mình chắc chắn là không chết rồi, tại vì mình biết bơi mà mọi người. Mình cũng biết lặn 15 phút sau nổi lên phần mà. Và đầu tiên bọn mình gặp cái trường hợp mà nó oái oăm như này mọi người ạ. Vừa nãy thì mình ngủ mọi người ạ. Vừa nãy thì mình ngủ xong rồi mở mắt ra. Ôi, anh đang cứ... Ui, nó chết rồi, chết máy thì sao? Thế là tôi chết máy thật, nên là bây giờ bọn mình đang bị tắc kẹt ở đây. Anh đang kiếm. Alo ạ? Vâng, em trên máy anh ạ. Mày không muốn sống chết có nhau còn tao đúng không? Ok, bên chị đi trước nhá. Đi đi. Không à, chị... Có gì thì sau này em giàu em đi sau. Không, chị đang bảo chị đi ra ngoài, chị bơi ra trước này. Ôi không được, em biết bơi đâu. Không thấy gì không? Không thấy gì nữa hả? Mình này mai sửa thì... Đèn cao tốc còn tắt hết đi được. Sợ quá. Đèn còn tắt hết đi được. Nếu dụ nó ngập lên tận trên xe thì làm sao? Hả? Em có lời gì mà nhắn nhủ đến người ấy? Không gọi hỏi nó, bảo với nó. Sợ lo à? Sợ nó lo á? Sao? Bây giờ phòng em không gọi đến cho sếp để đến đấy à? Đang gọi cứu hộ mọi người, đang gọi cứu hộ đấy. Những cái lúc như này thì chỉ có cứu hộ thôi, chứ làm gì có bóng vía thằng nào. Đây này, như này này. Ok chưa? Mất niềm tin rồi. Bọn con vẫn đang đi chiếc máy ở đây. Đi lên ra, để ra đi, để đấy nào. Ra đi. Ra ngoài à? Ra cầm túi. Nó ngập hết lên ghế ngồi rồi mẹ ạ. Không biết giờ đi này gì, bởi vì đi đường cao tốc rồi. Này thì cơm cháy. Đây là túi của em. Em có cho là túi nhé, điện thoại trong đấy. Điện thoại của Hà đâu? Bây giờ em cũng đang cầm đây. Đã bị chết. Bắt đầu là đi ra ngoài. Từ lúc chết máy là bắt đầu nước không biết ngập lên mẹ ạ. Quay đằng này ra cho. Chết rồi, cái dây sạc. Cái dây sạc của anh. Đi bắt đầu ngập lên nhiều. Ui, cái con gì đây? Sắn quần lên. Hả? Sắn quần lên. Ui, các con gì đây cô?
Này, cho tí anh quay anh đón anh đang được. Anh đang bố anh đang qua đón. Giờ mình làm nào giờ? Ui, ui trời, cái này sâu lắm. Cái này sâu lắm. Đi đường này thôi, đi đường trên vỉa hè đây này. Kìa, anh quay cho mọi người xem này. Khổ chưa? Ui, đừng dẫm vào các chỗ bật, kinh lắm. Rồi, đời mới vui à nghe. Về chân quá. Chép của mày đâu? Chép của em ở trên xe. Ủa đó rồi. Đâu? Ôi, sóng đánh thực quần. Ôi, sóng này, sóng này. Chúng mình có sóng này. Lại. Anh ơi, đi mạnh lên để cho sóng to lắm. Mày phải có ô tô, đi qua nữa. Chuẩn bị nhá. Chúng mình nhảy sóng này, sóng này, sóng, 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 sóng. Nhảy bổng ở lên nè. Có ô tô rồi. Đây, có ô tô này, có ô tô này. Đây, 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 có ô tô này. 1, 2, 3. Biển là biển thiên nhiên tạo, ok, chứ không phải biển nhân tạo. Biển thiên nhiên tạo nha. Vừa có xếp đấy, vừa có xếp bằng kia kìa. Thế? Ừ. Sợ thế. Đây là mình. Mình quay đầu hết rồi. Quay đầu đi ạ. Ở dưới nhét cao nhiều lắm. Cao cao lắm ạ. Ở dưới trên máy nhiều lắm cô ơi, đừng có đi. Vừa một con mới chết ô tô rồi đấy. Thập tứ tử bé. Bảo mấy cái xe này đi, đừng có gọi người ta, đừng có đi. Không có gì. Chú ơi đừng đi, xe cháu ở trên máy dưới kia rồi. Biết rồi. Dặn người ta bảo biết rồi. Đọc tim. Không làm người tốt nữa. Phút này mình không làm người tốt nữa. Mình sẽ làm siêu nhân. Mình sẽ làm Phật. Em sẽ làm siêu nhân. Siêu nhân bay đi em ơi. Bay đây. Ui. Sống rồi mọi người. Má. Má thật sự nhưng mà mình vẫn ở trên xe ô tô kia. Đây à, cả đội cứu hộ cũng đang ra mà. Ờ, mình quay lại mình đón từng người một. Rét quá, tầm này rét quá, thế nên là thì chuyện rằng thì là mà nhìn chân rồi toàn đồ hạt tím. Chuyện rằng thì là mà. À, vừa nãy thì người ấy có nhắn tin cho mình là chị về chưa đấy, thế là mình mới nói ra rằng là mình bị sốt đấy, chị thèm cháo các củng. Xong rồi Long vừa mới nhắn tin cho Trang là chị ơi, quán cháo ở đâu để em đi mua cháo cho Hà. Đúng không Ngục, trả lời to lên cho mọi người nghe thấy. Đúng rồi mọi người ạ. Đấy, thế nên là thì bây giờ là mình chờ xong mình sẽ giả vờ sốt, mọi người giả vờ sốt kiểu gọi là chuẩn bị co giật kiểu sốt nhá mọi người. Như thế thì nó mới kiểu thương mình để xem là nó sẽ có chăm sóc hay là nó giúp cháu của mình không. Bây giờ tưởng tượng diễn cảnh Long KZL Vlog đút cháu cho NH Vlog lửa bắc mọi người đấy. Thế là bây giờ thì rằng thì mà là mình phải sắp xếp chỗ làm các cùng rồi, quay đi để che cái chỗ đống đi rồi. đấy thì là bây giờ mình sẽ sắp xếp chỗ làm các cùng xong rồi là Trang thiết kế cho đại ca quả gọi là cái khăn mặt đặt lên đầu nhé em nhé. Đấy,
để gọi là diễn viên tí. Đóng tủ quần áo rồi. Úi dồi. Em chân toàn đồ hoa xin tí kìa. Bây giờ thì nằm như nào để cho giống sốt nhỉ? Nằm như thế điếu em. Dã hương. Dã hương này thơm. Nước gì đây? Nước đào, thơm đào. Thằng ối rồi nào đây? Ai đây? Mày kinh nhỉ? Đến rồi. Làm gì lâu đây? Hà đâu á? Từ từ. Nó ốm mà. Em mua cháo rồi này. Ôi Hà, ôi chịu mày luôn đấy, nó đi mưa cả hôm mới về dính mưa. Giờ nó còn nằm mãi không dậy được đâu, sốt cao rồi. Thì nước có gì, đưa nó đi viện đi. Đi viện, dậy ăn cháo đi. Ăn cháo nóng cho ngon. Nhìn. Có mua gì đấy? Mua cả chân gà á? Ừ. Ui ốm này nó khoan được chân gà đâu, tí nữa cho chị xin tí chân gà. Ôi em à. Không. Cái gì? Mua cho Hà, ai cho chị? Chị tưởng ốm khoan được chân gà chứ. Cháo không hành luôn đi em. Cháo không hành á? Ê ra. Ấy ra. Thôi Hà ốm này Hà, không ăn được gì đâu. Bón kiểu bón từ từ thôi nhá. Ủa, ăn đi. Mà Hà bị mà Long ơi, chị bảo bây giờ nó ốm mình nó kiểu tay chân dã rời ấy. Dã rời như nào hả? Dã rời ấy. Mỏi. Đây dã rời. Đấy. Chị thương nó lắm. Mãi mới về đây. Rồi. Thế Mới về mà. Em hồi nãy tưởng hai chị em chết đuối rồi cơ. Ngập lụt cả cái xe luôn. Lúc đấy chả thấy Long đâu. Biết sớm này là bảo cho em ở lại cho em lụt tí nữa cho ốm nặng thêm. Vừa đi đâu về đấy? Em ở đâu? Em ở nhà sao cơ? Em ở nhà qua. Trời. Đêm hôm rồi vẫn còn cháo cả. À, cả trà sữa này, trà sữa trắng à? Cháo em tự làm mà. Tự làm ăn. Đúng rồi, chuẩn em luôn. Mày hỏi chị này quán nào bán đúng không? Chuẩn em luôn em. Dạ, em ai? Chứ mà mua nhiều chân gà đây, thì nữa chị xin nửa. Con Hà nó ốm nó không ăn được chân gà đâu. Không ăn mai ăn nhỉ? Tình cổng thế, ghen tệ thế. Ăn thì cá ăn không ngon. Mày rút kéo ra đúng là mồm nó ra. Ngon rồi. Ừ, đúng rồi. Cái thìa mới ngon đúng không? Ngon mà. Cái gì? Mày tự ăn thế nào? Nhau. Bị tình yêu. Cái gì? Cái ốc. Ốc ba. Ôi, nước bọt thơm thế. Nước bọt ngon thế. Cái gì đấy? Cái gì? À, có gì đâu. Đúng. Làm gì có gì nhỉ? Sướng nhỉ? Đây là, mà đây là nổ. Ngầu nhỉ? Nó ốm, nó hút thuốc các củng kìa. Tối nay ơ gì tối nay? Tối nay đây kiểu tùng mấy phát rơi xuống anh nào. Dạ ăn lốt cháo đi. Con này nó bị ảo tưởng hay sao ấy? Dạy em ăn lốt đi. Tao xin mày đấy. Thôi bây giờ chị có việc đi về rồi nhá. Chị làm tốt đèn cho em và đừng nói cho em không ăn nữa đâu. Thôi nhá. À, không khóa được cửa thôi. Ui, hồng. Ui. Đi ra đi. Chết mẹ rồi. Em cứ đặt tay.
ơi. Đi cướp không? To quá em. To quá em. Làm gì có gì. Rồi nè. Ui, cái gì linh láng linh láng ấy đấy. Hả, cái gì linh láng? Eo ốm, ốm mẹ ốm giả kiểu gì mà mẹ cười tươi tươi rói rói này. Ốm giả à? Mệt quá, mệt quá. Ô. Ai đó cái gì? Cái gì ai đó cái gì? Tôi rồi. Tôi nha, tôi nha, tôi nha.